công an khu phố đến kêu giờ xe mấy anh em đậu vô cho nó gọn gàng ha quý chương trình. Đó, chạy đi rồi. Đó. Ủa sao? Nước ngon là sao đổ ở đây à? Dở cao lên anh, dở cao lên. Này là ngày rất là bận rộn luôn. Này là sinh tự nhiên nha. Đó, nhờ mỹ phẩm á cả nhà. Nhờ chị xài mỹ phẩm đó, sinh tự nhiên đẹp tự nhiên luôn nè. Đó. Đó là này là em quay là nhờ là camera thực tế chứ không có 360 gì hết nha. Nói camera 360 là 1 triệu rồi. Cắt nè. Cắm này đi, bỏ cái này vô cắt luôn. Giờ bỏ đá vô. Này đẹp. Nó lạnh thì mình có nữa. Lấy thêm vài lóc nữa nha. Ngọc ơi. Lấy gì mớ ra cho Ngọc. Chuẩn bị cái này chắc là bên tổ chức sự kiện đó, người ta đang chuẩn bị. Vô trong luôn á, vô trong luôn. Cho mấy, vô trong luôn cho mấy. Vô cho mát hả? Ừ. Đó, đẹp quá, em review cho cả nhà xem nè. Vô anh. Vô. Vô trong này luôn cho mát. Đúng rồi. Cái bàn để bằng đó. Em chưa đi hát cho chúng ta trải nghiệm thử thôi nha. Em chịu rồi đó. Bên kia. Đang mát hay vô đây mát ha nè. Tụi bay muốn rửa tiền, tụi về nhà tụi rửa tiền, tụi bay rửa. Tối ngày rửa tiền, rửa tiền. Dễ biết nó hơn hơn cơ quan chức năng luôn. Muốn phán là cái gì phán. Đúng không anh? Đúng không? Anh ơi. Tối nay mình sẽ vô cái sạn mình này bập 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 bập. Vậy nha. Bánh. Chúc mừng cũng như là trải nghiệm sản phẩm cả nhà. Mỹ phẩm Hồng Loan Green Nasty Cười gái chạy chạy chạy. Cười gái chạy. Ngọc đang ngồi. Thấy sao? Dạ. Dạ, thấy cảm giác rất là vui luôn. Quá, wow, wow. Nguyên một cái thùng bánh nha. Đây, 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 đ
tuyệt vời luôn ha. Rất là đẹp. Sao là kho hàng ha. À, con cô bác có thể đến quận 12 Hà Huy Giáp, căn nhà số 1022 để ủng hộ chị nhé. Và đến đây giao lưu chiều nay 4 giờ sẽ bắt đầu đó, cho bà con bắt đầu chương trình khai trương. Con bà con cô bác đến ủng hộ và giao lưu cùng chị nha, với các nghệ sĩ nổi tiếng luôn quý chị. Ừ, rất là đông, chiều nay nghệ sĩ đến đông đúng quý chị. Đá để ngoài đi, mình đổ đá vô rồi cái lỗ đá rồi xong mình quăng mấy cái này nè vô cho còn mát cho quặng bây giờ mình cái chỗ mà đại lý nó đang đau tay luôn không hay để hỏi chị con chị đặt đá được chưa chị. Nếu không có mình qua mình hỏi cái chị không bây giờ có này kêu luôn nha cái chỗ đó rồi qua mình hỏi cái người bán nó miếng chị bán nó miếng sẽ anh kêu giùm em bia 3 thùng kem, nước ngọt luôn cho 4 thùng coca. Rồi trước vậy đi. Rồi bia đi. Không đủ đâu. Ấy đi rồi đó còn cái gì em. Rồi dặn nó kêu là cho mình mượn thùng để đựng đá nữa nghe. Ui kỳ vậy. Đúng rồi. Để về sân khấu nằm chỗ nào rồi sao khách coi là ta. Chưa, người ta chưa xong, người ta chưa dựng mà. Thôi coi coi, người ta đang dựng. Người ta dựng nhưng mà biết chỗ để vậy là dựng là sân khấu ở đâu? Sân khấu nghe nói là để trước cửa này chị. Rồi chờ cái đường cho người ta đi vô. Ở phía trước luôn hả? Đúng như vậy, chỉ đứng gì vô, không vô, không vô rồi mình ra. Alo. Nè, có rất là nhiều sản phẩm mới của chị nhập về đây. Trời ơi, chào đón bà con cô bác trong cái ngày khai trương ha quý chú anh chị. Quá trời nhiều ha, có yến nữa nè quý chị. Yến yến xào banet quý anh chị. Đây là cái này là những cái sản phẩm dành cho những người lớn tuổi á. Lớn tuổi là ăn rồi rất là bổ luôn. Đây nữa nè. Còn đây là ngoài đây thì có những cái sản phẩm như là rong biển nè, kẹp hạt dinh dưỡng nè, cô chú vị, những người lớn tuổi ăn cái này nó ngon, nó bổ dưỡng nữa, đặc biệt là có những cơm cháy trà bông nè, rồi khoai tây rong biển nè, hôm trước chị
Hồng Loan lên hôm qua lên cũng tặng cho mấy anh em ở trên mộ là mấy bịch này, rồi có rong biển nè, rồi có khoai tây nè cũng quý anh chị, và có mà điều đó không có hôm qua thì không có cái mít sấy này. Mít sấy này ngon lắm quý cô chú anh chị, như mình có ăn rồi, chị đem lên mộ tặng mấy anh em ăn cái mít sấy này giòn mà nó ngon lắm, giòn ngon. Đây là những cái này thì chị nói là chị chia sẻ là chỉ trưng bày trong ngày hôm nay thôi, đặc biệt ở đây là chỉ là trưng ké trong ngày hôm nay thôi, chứ đặc biệt là hôm nay là chỉ là khai trương là bán những cái sản phẩm mà về mỹ phẩm là nhiều, nó chuyên về mỹ phẩm ha.